Tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi về thủ đoạn và phương thức hoạt động tại Việt Nam. Năm 2018 và riêng quý 1 năm 2019, các cơ quan đã khởi tố 449 vụ án hình sự, 867 bị can, xử lý hành chính 187 vụ việc liên quan đến lĩnh vực sử dụng công nghệ cao. Dù cơ quan chức năng đã siết chặt và tăng cường xử lý, nhưng vẫn có rất nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Cô gái trẻ này mới gần 17 tuổi nhưng đã nghĩ ra những màn kịch để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại địa bàn Hà Nội một cách hết sức tinh vi. Nguyễn Thị Phương Trang, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên, sau khi lên mạng đã lập cho mình rất nhiều Facebook ảo nhằm thực hiện các giao dịch mua bán online. Trang liên hệ các cửa hàng bán bánh sinh nhật có dịch vụ cho tiền vào bên trong bánh để đặt hàng. Sau đó, Trang sử dụng phần mềm công nghệ chỉnh sửa ảnh để giả mạo tin nhắn xác nhận giao dịch đã chuyển tiền qua ngân hàng điện tử thành công. Từ đó, nhiều chủ cửa hàng đã sập bẫy lừa đảo của đối tượng. Em thấy một số cửa hàng bán bánh sinh nhật có để tiền bên trong. Em nhắn tin để mua bánh, rồi em làm tin nhắn giả chuyển khoản cho người ta. Thế rồi đến lúc người ta làm xong thì người ta ship thì bạn Thảo Anh lấy bánh ạ. Rồi bạn ấy đi rút tiền ra thì bạn ấy giữ lại 500.000 rồi bạn ấy chuyển lại cho em ạ. Tinh vi hơn, Trang chưa từng thực sự lộ diện mà đối tượng nhờ một số bạn trẻ chỉ quen nhau qua mạng đứng ra nhận bánh và sẽ trả công cho mỗi lần nhận bánh. Em với Trang lấy bánh khoảng được 7 lần là mỗi cửa hàng khác nhau và người ta giao đến cho em. Thì là em rút tiền ở trong cái bánh này ra và đi gửi vào số tài khoản của bạn Trang. Bạn Trang hứa sẽ trả công cho em là lấy hộ cái bánh ạ. Một chiếc bánh sinh nhật có giá trị từ 200 đến 500 nghìn đồng. Trang chọn bánh xong và yêu cầu chủ cửa hàng khi làm bánh thì đặt vào bên trong chiếc bánh số tiền mặt từ 3 đến 5 triệu đồng làm quà sinh nhật. Thống nhất xong, Trang gửi tin nhắn giả mạo có nội dung xác nhận đã chuyển khoản thành công. Do có phần chủ quan nên nhiều chủ cửa hàng bánh sinh nhật dù chưa nhận được tiền chuyển vào tài khoản nhưng đã làm bánh theo yêu cầu và chuyển cho Trang. Bạn ấy có chủ động là bảo chuyển khoản trước thì khi mà chuyển khoản đến cái số tài khoản của tôi thì có chụp lại cái ảnh màn hình là cái chỉ là cái tin nhắn chuyển khoản thôi. Đó thì mình cũng khi là bạn ấy dục và cần góp ấy mình cũng tin tưởng tại vì bạn ấy cũng cần gốc và cũng như chụp lại cái ảnh màn hình ấy nên là tôi cũng chủ quan khi mà làm bánh và giao cho bạn trong buổi sáng hôm đấy luôn. Các đối tượng này còn lợi dụng cả các cháu học sinh còn đang đi học và lợi dụng các cháu này trong cái hoạt động các cháu nghỉ hè đi chơi game thế và hẹn bị hại mang hàng đến những cái quán game này và nhờ các cháu ra nhận để tránh cái sự điều tra xử lý của cơ quan công an. Cho nên là cũng khuyến cáo các gia đình trong cái dịp hè này là tăng cường việc quản lý con em, tránh để con em mình bị, thứ nhất là các cháu bị xâm hại, cái thứ hai là các cháu bị lợi dụng, dẫn đến vi phạm pháp luật. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hạ Long đã phá chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Nhóm đối tượng gồm 25 người, trong đó có 4 phụ nữ, 1 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28 tháng 5. Nhóm người thuê 6 phòng tại chung cư Green Bay Premium và 1 căn hộ liền kề thuộc khu vực chung cư Beam Group, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để thực hiện hành vi tội phạm liên quan đến công nghệ cao. Lực lượng chức năng đã phát hiện, vây bắt và thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng của nhóm đối tượng.